Ông báo cáo chỉ với con nghiên cứu ở trong cái vấn đề còn học hành. Thì làm này thì đến làm kia đâu. Mà nó có phân công vai trò vị trí cho nhau. Nó có tính toán từng đối tượng giữ một cái vai trò chủ yếu. Thì chúng tôi cũng gọi đó là phân công. Anh đánh nhau đây thì đánh cỡ khoảng 5 phần trăm đấy. Chứ không đánh được 1 phần trăm. Ở trong mùa mình sẽ quy định được 1 phần trăm lên là tốt quá này. Nhưng mà nếu các bạn đánh của tập phải tốt hơn này. Vì sao thế thì có một cái. Tổ chức là gì? Tổ chức là có phân công quay trọng thành viên. Hàng nào bán sợ. Hàng nào đánh. Hàng nào cướp. Hàng nào lấy tài sản. Thì dù là cái này có năng sáu một cặp tiền để con thế cũng như đối tượng tập các phóng tập đồng chó đem ra các gì nó bắt được ba một chó thì dắt tới con được ba tiền ba tiền nữ là con nếu mà con đó to khỏe nhưng mà chúng tôi phẩm cái hậu quả là vì sao con bắt cái cháu phải có một quá trình mức răng của nó là 2 triệu là phải tốt thì ở đây qua đó nó cũng chỉ là gần 3 triệu hơn càng 2 triệu hơn hoặc là 2 triệu hoặc 2 triệu mấy đó nhưng mà nó chia ra từ đối tượng thì cái số nó còn lại nhưng mà đây 2 thằng nó đến một cái quỹ lộ có nhận tiền có là nào biết gì không? Cách gì này? Nói đến một cái tiền nó nhận là tiền trước và nó mới là nó sẽ khóc theo cái này được cho chúng tôi và bác cái này là có một cái đối tượng ra hạ nó đi bắt đầu chóng đi mà nó đi nhiều việc nó lên tiền lớn đánh xuống mũi tạ đánh xuống con kỳ rồi bắt đầu thì đến rồi thì bước bước đất nhiều kiếp chắc là có nghề là hai mặt trong một con chó đó luôn trên đường chạy xuống sạch cái cọc anh công an sạch cái cọc anh vô đi nghe được là có một con chó đó trên đường chạy sạch cái cọc anh mới yêu cầu là anh này anh lên đêm rồi ông chỉ biết về để họ luôn nói chung là có mấy điều đều rồi ông về thì lên cũng ra được lại cái xe ra ra ngoài để vào được hai ngày nữa nó chó lọt luôn mấy ngày này cái khác là con chó nó nghe cái đỏ cái gì vậy đâu cái nhà nhỏ thì là đỏ thành bắp đỏ thành bún hồng cái được tôi nhận được cái công ty cái đó là tôi nhận được công ty thì là tám mươi sáu mới biết được là ông gì cái kéo từ lúc kiện rồi mới đề xuất cho giám đốc của mình đi qua tham này cho mình là cái tầm sáu mà đối tượng bắt cháu thì đánh cái tờ lòng đó là ngoài học đây loại thì bây giờ là mà đang nó nằm trên điều kiện tham quan của tỉnh cũng có điều tham quan hỏi ông nằm đây là ông gì có phải ông biết không thì họ nói là ông đây là ông biết trong đó thì biết gì nghe sau đó mới được đầu tôi lấy tình hình như vậy thì tôi đề xuất với chúng nó cho tỉnh đi qua tham gia và mướn thức thanh niên đi qua đó là sau này đã tạo nên thay một cái cái này tôi mới nói với lại công an Trung Quốc này là lòng một hơi đề nghị mà có lòng của bên trò gửi lên sở lòng của bên trò sở lòng bên trò gửi ra lòng bộ có lòng của bên trò đề nghị chính phủ tâm trạng không quý biết gì đấy cái bộ mới chính phủ mới trả về
này nhé. Đã ra ở trong văn biên nói liền hai trăm chỉ trăm giữa các trường hợp để giải quyết được vấn đề đó thì trong nhà cầu thang thì đâu trở về yêu cầu công an là công an tỉnh giao về bàn của ông và của ông để giao cho ông đi làm cái chuyện này đâu đó cái chuyện này thì cũng nên chọn quá những cái gì mà không công nhận cho mấy ông như là càng cao tài hơn tôi quên tôi biết lộn cái bằng đó anh đề cũng phải lót lại mấy cái này mày có biết loại đó rồi quá nguy hiểm nha đó là bây giờ nên là thứ nhất là có bộ phận thứ hai không thì có bộ phận thứ hai mà cái áo là áo như thế nào trong bộ luật hình sự quy định có bộ phận thì quy định như thế này mới là quay cho quy định có bộ phận vô đó là sao tôi nói các chỉ là bao nhiêu cái tên vừa rồi
lực lượng công an đã bắt tại cái thái độ của các tổ chức khoa học có đặt ra một chuyện mà mình có để nó gây tiếng lòng chứ không phải là công an, nhưng mà lực lượng nên đã kịp thời ngăn chặn cái đường dây này và bắt chặt đối tượng. Như thế thì khủng bố không phải là còn là có độc giả hay không phải là quy cơ không có thật, mà nó trở thành một cái hiện tượng. Bởi vì hiện nay Việt Nam ký hợp tác với 13 nước trên thế giới nợ tác công nghiệp với 13 nước, trong đó có 5 nước có thành công. Các bạn biết gì để hiểu là cái đối tác nước rồi. Chúng ta hợp tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng học tập chủ quyền của nhau, đó là đối lập. Nhưng khi nó có âm mưu, nó có thủ đoạn, nó gây hại đến sự tồn vong của chế độ, sự độc lập chủ quyền của chúng ta, thì nó đối xử với chúng ta. Chúng ta hiểu như thế này, chứ không phải là nói là đối tác cho nên là còn vĩnh viễn không có. Đối tác và đối tượng luôn chuyển qua, chỉ đến về mặt thời gian phải hoàn thi của nó, cho nên là đó là đối tượng để chúng ta đấu tranh. Như vậy thì khủng bố hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều cơ quan chính trị của các nước nói chung, trong đó có mình đang nắm cái lãnh thổ Việt Nam. Phía Mỹ đã tuyên chiến với một nhóm con với nhà nước Iran. Phía Mỹ đã đáp một cái vai trò muốn là đơn lực thì thế giới này. Khi Mỹ đã thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, tất cả những làn sóng của Mỹ trên thế giới không dừng lại mà còn càng nóng lên. Những cơ quan chính trị của Mỹ và các nước phương Tây ở Việt Nam, điều đó là một cơ sở để chúng ta nói rằng không còn là độc giả, không còn là nguy cơ của bạn, không còn là những hiện tượng sẽ thắng như lửa cát kia sau, mà nó sẽ diễn ra trên các nước hiện nay. Cho nên đó là một vấn đề mà chúng ta nhắc trên phương diện của các bộ lãnh đạo chỉ huy trong cái lĩnh vực cơ quan kinh doanh nghiệp của một cái nhân viên không thôi, thì chúng ta cũng phải nắm bắt vấn đề. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi qua một nguyên đó là vấn đề dân tộc. Báo cáo các đồng chí, vấn đề dân tộc và phân biệt cái chủ nghĩa phân biệt dân tộc không phải chỉ có ở chủ nghĩa phân biệt dân tộc ở các nước Nam Phi, mà chủ nghĩa phân biệt dân tộc đã được chủ nghĩa đế quốc nâng lên như một phương thức để chống lại những nhà nước không hợp pháp luật của Mỹ và các nước này. Hiện nay chủ nghĩa phát triển dân tộc được phát triển trong khắp trên quy mô mở toàn thế giới, trong đó có ở Việt Nam. Các tổ chức phản động có tập trung ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đó là một trong những phẩm chất của các đối tượng thù địch muốn sử dụng cái vấn đề nó bị chúng ta để đi ra trở thành của nghĩa ra để chống lại nhà nước. Tây Nguyên xảy ra hai hộ Tây Nguyên, các bạn chỉ biết là hồi tôi năm 79 năm 80 thì hồi đó là tôi học ở trong trường Đại học Hoa, đã có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu về Tây Nguyên đã dự báo rằng Tây Nguyên sớm một gì cũng có một hồn sẽ đặt. Hồi đó nói ra người ta giống như người ta nói là cái gì chủ tử đi không ai đi, nhưng mà để năm 1 trước đó năm 1990 thì Bộ Công an đã bao nhiêu cái sinh viên mà ra đường nghe là đưa lên cái viên anh nào có người dân cái viên đi xuống từng tổ để cho chồng thì ở trong đó tức là qua là chủ nghĩa rồi
tu nghĩ lúc đó cách 10 năm rồi. Nên đến năm 2001, anh ta còn buồn kéo hè. Mà nhiều đời không biết. Tức là còn học không biết. Nó có thể được. Nó cấp tiền khỏe. Đặc biệt là hồi đó, chúng ta ít có quan tâm đến học tiếng người dân. Họ nói được tiếng Việt mình, họ nói được tiếng Kinh với mình. Nhưng họ nghe đặt rõ vào họ chết cho đi đâu. Bữa nay có đổ đi học. Thì chuyện đó cổ đại đã khá đọc. Bữa nay có tiếp tục. Nhưng họ có biết là lâu lâu có lập, lâu lâu có lập. Nhưng mà anh kia về chỉ nói nhớ nó phát lại lần lại. Nên đâu có nước lên lập. Chứ đừng có làm nhau. Mà khóc lắm. Cho cái một đứa còn nữa. Các bạn nhìn người khác. Cho nên báo cáo đồng chí vấn đề này không? Tổng thừa sắp tới tổng quyền lợi dụng sử dụng những phương thức để chống lại nhà nước này. Thì vấn đề người nông ở đây, vấn đề kỳ thường là thiên nhiên, vấn đề người cơ man ở đây là bộ. Trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cái an ninh trật tự, đến cái bộ máy công quyền dưới sự quản lý của nhà nước. Cho nên đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng được đặt ra theo loại nắm bắt. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề tôn giáo. Có báo cáo một chiếc năm 72 thì Đại sứ quán Mỹ lịch tại Sài Gòn nó nói rằng rồi đây chế độ Việt Nam Cộng Hòa của bỏ lại nó nghiên cứu trên nhiều phương thế. Tôi qua lực lượng thì Mỹ không thể đưa tàu vào cộng sản và cuối cùng cũng kết thúc cái gì vậy năm 73 năm 72 là cái mình đánh của thầy ấy thì nó nói là không thể biên giới của nước Mỹ tức các chị nói là để cho quốc tế có thể tù đúng không trong đường đất có công kết như vậy thì mình đánh đó là bảo vệ quốc tế và cũng không phải cầu đầu kiếm được bay thành công, kiếm được đến PDD và ba đầu nhảy qua đầu, rồi chế độ của quyền Việt Nam, nước xa thì họ phải cho nên sẽ chuẩn bị cho Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Nam hóa chiến tranh của nó là gì? Vấn đề tôn giáo. Nó nói tôn giáo rằng, tư thế của tôn giáo là gì? Nằm giữa làm con trâu. Thế là đạo phái rồi đấy, không có ứng tượng. À, họ nói đạo phái, tôi đạo phái ở Sài Gòn đây, chế độ gì Sài Gòn. Khi mà chế độ nó bầu ra cộng sản, thì đạo phái không còn ứng tượng. Điều đó là, nó là cái họ rồi. Làm gì có chuyện mà đạo phái chủ ứng tượng. Đạo nhân chủ đạo thần lo cái gì? Quốc dân đạo, tao phải. Một là chết, hai bị cầm tù, ba là tù viên rồi đúng không? Con người trong tôi cũng biết tôi chết chết đây là già chết rồi số tóc cả đến ngoài năm nay tất cả các bọn không có khả năng không được của mình cái nói là rồi đây là phải không có được mình mà chỉ có tôn giáo thôi tôn giáo nó chỉ là một sản tôn giáo có được và con nhóm có điều kiện tiếp nhận cộng sản nên làm cho con nhóm tiếp cận với cộng sản là con rất nhiều chất sáng đẹp để làm gì hãy quan chức tham gia rất nhiều lượng máu cộng sản rồi không có tao lắm cho nên phải quan tâm chất sáng đẹp đó là âm mưu của nó không phải là cái vấn đề bình thường mà nó còn nhiều chất sáng đẹp trong các tổ chức tôn giáo ở lại nói là còn trước ra phải, vì là
và hắn còn mang ở trong một cái tờ báo quỷ. Hắn nói là khi biết được vào đây là hắn nói hãy trao vị cho Việt Nam Cộng Hòa, thật là đại đổ chờ thật là tối tạo để chúng nó chiến đấu một cách tham khảo về bề biển cho chiến thắng của chúng ta. Mà chúng nó muốn gỡ ra là chúng nó chiến đấu và chiến thắng cho quê hương của chúng nó. Nó nói rõ như thế này của Sài Gòn luôn. Hắn nói hãy trao về cho thật và hiện trạng và tối tạo nhất là một hướng Sài Gòn của nó để cho chúng nó chiến đấu các anh ở dưới biển được chiến thắng của các bạn. Mà chúng nó cứ ở đây chúng nó chiến đấu và chiến thắng của mình được chúng nó âm mưu và thực hiện bây giờ có thể không chào nó là quay lại đây là một lực lượng ở dưới lòng nó rất thuận tiện con nhỏ cũng già nó là như thế mà thế bây giờ nó chắc coi và vấn đề cũng phải được được nó nói tổng thống không bao giờ mà chấp nhận trong một thứ như này bởi vì tổng thống là của mình cho nên gì được đưa hay trong không và nó lợi dụng sơ hở để nó chống chúng ta, nó lợi dụng những cái vấn đề mà chính thống để nó kích động, nó xúc được, nó biến tình, nó tụ họp con người, nó nói chơi cái ông ra ở Đà Nẵng thì rất nhiều một cái cuộc gặp. Tôi chưa nói gì mà đòi là các cơ sở cũ này, đòi là các tài này, đòi ra những cái mặt tiền, tức là những cái khu vực đất đai có giá trị kinh tế hoặc có giá trị sau thì nó đỏ thân người nào chính cái đó là cái bọn mới lên dùng về tự do cái chủ này con giáo này nó cũng kích động nó cũng chấp là thì đây là một vấn đề con giáo của con giáo nó chỉ là làm ra là cũng như con rằng có nhiều đồng chí nó còn mê đến nay cũng chưa hiểu được cái công tác một lần thôi cô cái nhà thờ thiên chúa giáo mà nữa và đã đi vượt thì nhiều năm rồi họ không bao giờ sao vô họ không bao giờ trong ông đó nhưng khi tôi lấy đó họ mời luôn để nói chuyện cho dân chúng họ thì có nhiều nhân gia có nói là tại sao lại mấy ông không nói sớm để bọn tôi không hiểu được cái đồng sản. Thì tôi có nói là đồng sản luôn là công bằng, quyền tự do của người của con người ta. Nếu họ không theo tôi có được. Thế là tôi có kể ra cho năm cái mà giáo dân thấy rằng là nhà nước sẽ nhắc quá cái đường lối công bằng tự do. Nhắc quá nhất là tôi chỉ cho họ thấy nhất quá về quá trình tự do. À, ngày 2 tháng 9 bắt đầu phiên ngôn độc lập, ngày 3 tháng 9 bắt đầu chính phủ phiên họp đầu tiên, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố một câu cũng đề nghị chính phủ tôn giáo là do tự do rồi nghe và mà chính tình đó đến bây giờ luôn luôn đảm ra năng cái quan điểm đó lên thành đường lối chính trị. Đó là quan điểm chủ nghĩa đạo tư luôn chúng ta không biết. Cái vấn đề thứ hai là nhất quán luật pháp lý. Hiến pháp năm 46 năm 45 thì đọc thì năm 46 không có. Hiến pháp năm 46, hiến pháp năm 49, hiến pháp năm 50, hiến pháp năm 52, hiến pháp năm 2023 năm là biên soạn sửa đổi bổ sung đó. Không có lần nào không có một điều quy định quyền tự do của mình. Và một trong cái nhất quán thứ ba đó là nhất quán về pháp lý tôn trọng pháp luật giáo trong bài năm có mười nhiều tín đồ trong sáu tôn giáo đến nay phát triển lên 13 tổ chức tôn giáo có 26 nhiều tín đồ tôn giáo không phải chỉ ở người Việt mà còn cái đó
tôn giáo không chịu được bạn mà để không được sao, tôn giáo có nhiều loại hoạt động, tôn giáo phải ăn, tôn giáo phải chơi, tôn giáo này đi có đài hoặc là tôn giáo hoạt động, còn tôn giáo còn lại để chúng ta thấy là cái tôn đạo và tự do để chung nào trong cái xuống tiền tiền. Nhưng mà không đọc là không đọc có gì nhìn nó chiên vô nhìn nó khác từ câu sự đọc bổ sung nhiều có cái thời đại cái thời hạn hơn như là tham quan không nên và người ta xây dựng cái tiền tiền tôi không đọc nhiều có cái một học giáo tổng tục trong nhà về di tích của quốc gia nói như thế thì phù hợp vậy để chúng ta thấy này cái tổng đạo về cái tự do có thể như cái hội nghị tầm quốc tế của thiên chúa giáo của giáo hội công giáo phải không cái thứ tư chắc có cái gì chắc có cái đồ kia chắc có cái đồ kia thì thật ra là chúng đưa rằng lực giáo đồ kia thôi thì có nhiều cái câu ta giao nói gì từng ngày lương giáo bắt dạy cũng đều công lập phải không bây giờ là người Việt Nam nhưng mà các người mà theo Thiên Chúa hay là theo Chí Lành hay là theo Có Lành hay là theo Phật giáo nhưng mà cũng đều là người Việt Nam trước đây bây giờ họ mới theo không cho nên là cái đoàn kết và tôi cũng nói là phải là đoàn kết trong mặt trận Việt Minh chúng ta có thành tựu với các mặt trận đó đoàn kết trong mặt trận Liên Việt chiến Việt là chúng ta có thành tựu của sau chiến thắng hàng hay là một viên đoàn kết trong mặt trận thống nhất ta có sự nghiệp xây dựng sự nghiệp sống như vậy đoàn kết trong mặt trận giải phóng của Việt Nam Việt Nam ta có cái sự nghiệp giải phóng Việt Nam đoàn kết trong mặt trận tổ quốc Việt Nam ta có sự nghiệp xây dựng của đội quân của Việt Nam qua điều đó để nói lên về cái nhất quán mặt đoàn kết tôn trọng tự do chiến lược tự do góp phần xây dựng đất nước và cái này là nhất quán của mặt quản lý này đó không để tôn giáo vào đạo luật không để ai lợi dụng cái vấn đề dân chủ hoặc dân tộc để xâm hại để cái tổ chức tôn giáo này đưa tôn giáo vào đạo luật trước đây quản lý tôn giáo bằng gì bây giờ có luật tôn giáo rồi tôn trọng bằng pháp luật quản lý nhà nước bằng pháp luật quản lý xã hội bằng pháp luật như vậy tôn giáo là được coi như chủ thể của thế giới chứ chế độ tôn giáo là cái căn cứ để thế giới làm cái gì thì đánh đập vùng xâm hại rồi tôi nói như ở Thái Lan này năm Thái Lan thì hay gặp cái độ áo nữa bằng gió rồi đó một cái từ mà từ bằng gió qua hàng năm rồi ở Thái Lan này tay bọc qua nó ngay ở chế độ Mỹ Sài Gòn này cái thời năm số 3 bằng gió xuống đường và cuối cùng là đỉnh điểm của cái tình yêu của Hồ Thường Hồ Thường ra thích một đứt chứ chứ đồng sẽ đọc nhưng mà tập sọ không bao giờ không bao giờ có được để chúng ta thấy được cái quan điểm từ đó của ta của tôn trọng cái quan hệ và chúng tôi cũng chỉ cho những người tín đồ của Thiên Chúa giáo học hỏi rằng đó là một trong những cái quan điểm nhất quán tôn trọng về cái quyền tự do thì tôn giáo thuộc về thì chúng ta không có nhưng đối tượng là một tôn giáo hiện nay là đối tượng đấu tranh cái vấn đề tôn giáo là thì vấn đề môi trường hiện nay tôn giáo là chỉ cũng là đấu tượng lần đầu trong ba ngày trước đây không có cái tàu trong môi trường đâu không có tục của cái môi trường đâu nhưng mà khi tính cách công việc của môi trường tính ảnh hưởng của môi trường đặc biệt ảnh hưởng đến trật tự và phát triển công nghiệp cho nên đảng và nhà nước cho lực lượng công an thành lập một cái tổ để bảo vệ môi trường và chính các tỉnh cũng có tàu
cảnh sát khỏi quân đội. Và chúng ta ngăn chặn tất cả các đối tượng lợi dụng cái thế để vi phạm vào vấn đề môi trường, môi trường rất lớn đầu tiên. Môi trường là sức mạnh. Môi trường là những cái độc tố ô nhiễm vì đất, vì nước. Đặc biệt là môi trường dẫn đến cái sức khỏe cho nên nó trong ngoài trong nhiều cái mặt bóng nó là nổi lên cái hành động nhân dân cũng có thể vượt được cái vấn đề dân chủ nhân quyền. Các ông chí cứ nghe nói dân chủ nhân quyền biết nhưng không biết họ hoạt động đó là những cái gì thì nó đều lo quá này. Hãy ra đi tiếp tục và đạt được đâu hay có một cái tưởng hay cái nói cộng sản cái câu cộng sản thì là độc quyền. Cái tôi mới hỏi anh nói là cộng cộng sản thì là độc quyền thì anh biết con nước trên thế giới này là cộng sản anh có bao giờ anh được qua nước Mỹ vậy và anh qua nước Mỹ rồi anh đi được bao nhiêu nước trên thế giới không nè và anh nghiên cứu quyền nước Mỹ vậy? Là tôn trọng nó có cái này anh ta thấy đó các bạn tôi mới chỉ cho anh ta thấy là hiện nay nước Mỹ có 10%, 12% tôi nói rằng tôi chứng minh nhưng mà tôi luôn nghiên cứu được hướng trị quyền tôi nói ra nhất là 1%, 12% ở đây nhưng có một đấng cộng hòa đặc biệt các em trong suốt mấy trăm năm nay chỉ có một đấng cộng hòa đặc biệt qua hai tháng mới có đến đạo dân chủ còn bất động đó là vấn đề bất diệt không bao giờ có đâu đến cái ngưỡng đặc biệt này chứ đừng có cho nên tuổi rồi đọc một anh đừng nghe những lời hô của họ đều đâu những lời quy định mà những lời bối rối này dân chủ cái gì ngay cả tổng thống Donald Trump, thế mà chỉ còn do nói là lọt cái đối tượng như vậy, tôi cho là đó là lời bị chất, chứ không có gì mà chết chủ cả. Lời mình nhắc, nó nói lọt cái đối tượng bị chất, xin lỗi, một cách anh họ lọt bị chất, anh chỉ có một chỉ kỳ lọt gì vậy? Ít nữa là đây, hàng con này kết thúc cái tất cả rồi. Cái luật này vẫn đưa ra cái điều gì mà thôi. Đó là tôi chưa nói đến cái chuyện này là vi phạm cái chủ một cái chế độ tôi đây này cái nhiệm kỳ của tôi này bao nhiêu những người dân họ bỏ phiếu cho cái này thì liền có thể sử dụng một cái luật biện pháp để nó phóng lại cái quyền dân chủ đó và dân chủ người dân bị đổ lộn trật tự của người dân không được đảm bảo và nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở những lúc đau buồn này nhiều cuộc bối xảy ra ở những đau buồn này làm cho cái dân chủ nó thiếu một đạo và không đổ lộn quyền tiên và họ thấy không là bọn còn cộng sản Việt Nam là một đảo lãnh đạo nhưng nhiệm kỳ là một tỉnh trẻ có thông biết còn có bức tư lợi cho dù cái dân chủ cỡ nào cũng chỉ nằm trong một nhóm của người già mà thôi người già mà thôi nó có một chung tiền cho nên là lê đi mới nói là cái chuẩn bị cho là nhiều lúc bỏ thành những thế là cái chỗ là không có gì về anh đọc ai cũng được có quyền được tham gia chính trị sau nhưng vì con tôi bảo là chỉ là nhóm của mình cho nên tất cả những cái lời hô hào đó là cổ suý bây giờ nó hô hào như thế nhưng mà tôi nói rằng chính năng không chính chống tôi có phải điều đảo đầu đảo đầu hô hào ra tay xin tất cả của bạn hai mươi năm chuẩn bị đó là không có cái nào không ra
trong thời gian vừa qua ở thái hành đạo của họ đấy, đó giúp thái hành đầu này giúp thể bệnh ý một cách là chúng ta chuyển cho họ, đó là trọng không để một lần giúp mình lúc một ngon cách đẹp thời đạo cái lúc mà phần mềm của đất nước, cái lúc mà giàu có được họ, cái lúc mà Mỹ nó ồ ạt đổ luôn qua, con mình đã bỏ đó, 12 ngày đêm ồ ạt rồi, khánh biến Sài Gòn, Hà Nội trở thành một thành điều đó, không có động sản nào đó rồi đó, nó đóng đi thằng nào cũng được, đóng rồi đóng qua, nếu không có vai đầu là đầu vẫn được, lần sau thì vượt qua. Đảng Cộng sản Việt Nam từ một học thuyết của bác học thuyết khoa học, Lenin đã chuyển từ học thuyết khoa học thành một học thuyết kinh tế. Lenin đã hiện thực được cái học thuyết đó qua cách học thuyết ở Lan. Đảng Cộng sản Việt Nam từ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiện thực quá nhiều điều đó thành cách học thuyết đó, thành những kiến phổ, thành đại thắng của Xuân Thái Lan. Và hiện thực hóa bất kỳ năng lượng mới. Cái đoạn thang cầm đó là một bài. Đây có báo tập lý. Đó là luôn điều cổ lý cho một cái tính cá nhân. Quý vị thì không có gì. Điều này chúng ta thấy rằng hiện nay có rất nhiều luôn điều chuyên biệt chuyên tập. Vừa kéo tức là tử cháu, kích động nhưng mà rồi tất nhiên là lượng thì chúng ta bắt nhau thôi, nhưng mà phải nói rằng nó một cái gì hết cái bức xúc này trong một cái quy mô nhỏ nhưng mà cũng có thể nó ảnh hưởng đến cái học chung trong đó có lần đầu tiên là một cái vấn đề nữa là vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Để giải quyết không có, đó thế là tôi định tổng nói Cộng sản Việt Nam khó khăn. Chúng gì? Thì mỗi đó là việc giải quyết và hội định. Quan điểm của đảng ta là phải giải quyết bằng nhau, kéo dài bằng nhau, thì tôi tự tìm được. Và Tổng thống Venezuela chúng ta nói một câu là cách là tốt nhất để được chấm dứt cái này của sản phẩm chúng ta. Không có nước nào mà có chủ đề cả. Hiện nay chúng ta có cộng đồng, chúng ta cũng có xu hướng lên, ở lúc này chúng ta bài một mít đi, mít thật mốt chúng tôi bài các ông chỉ biết không, bài ra đường sao bài này, không nhớ nữa, không nhớ quay, thấy thật, bữa nay là một tốt xu hướng gì hết, bài ra một lòng nhập, lòng nhập, bài này của bạn cũng vậy hả, không mua đâu, lúc này mình không có cái gì tôi làm không, bữa nay cũng có tôi làm, mình cũng sắp tới nữa, mình cũng chuẩn bị vũ khí để cắt một chân. Lâu nay thì chúng tôi cũng đặt cái ghế phòng thủ. Ông đó không chỉ là mình cũng có thời gian chuyển từ một cái động thái là bình thường qua cái vấn đề chiến tranh thì Việt Nam đã tới đối phó được. Còn tất cả đó là từ vực, chứ không phải là không chịu được đâu. Thì khi mình có cái xu hướng của chiến tranh cả thì các bạn biết sẽ được cứu liền và làm sao mà tìm ra chúng ta vẫn có một mặt bình thường ở trong hầm trong dưới lòng đất mà vẫn có một cái hoạt động bình thường, y tế, giáo dục, nông dân, phụ nữ, thanh niên, tất cả các loại vẫn có một mặt bình thường, hạn chế có thể diễn ra trong nhiều năm, chúng ta vẫn sản xuất trong lòng đất, vẫn sản xuất ở đất nước ta để chuyển về cũng tập truyền hành. Chứ không phải là không thấy có cái gì đâu. Còn chiến tranh thì ra là chiến tranh thì sao? Bác là bác chế với nhà cũng là không thành công luôn. Hãy lòng mềm chiến đường luôn ở đây. Cho nên là hôm qua đây là chị học ở đây ra còn mẫu ở đây trên Đông Sơn. Thì mấy ông ấy mới đưa ra một cái trường hợp là đánh 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 đổ như không. Và tôi thấy đánh của đó, đánh của cứ điểm mà được quay là cố định.
chưa chưa tính toán những cái đó cô giáo khi được từ gì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Diễn tập như thế này thì nó mong một cái cơ chế của nó mong rồi đánh tụi bây giờ nó không chưa được bây giờ một cái đánh từ sau đánh ở đây đó đánh ở tâm tư để cho chúng ta thấy được quân với mà tôi cũng đọc qua một con ca 12 cái đó khách xuyên qua tôi có cái đường đường nằm của nước dốc tại cổ giang quả tổ sau nhất sau hết tổ năm nhất là anh hết không có lúc này tao học tao đã đường nằm đọc tổ có 2 mét và 2 mét cái bộ ok bây giờ nó không đi xuyên qua đất này nó xuyên qua để đi à 12 mét đâu nó lọt sát không chạy đâu thì mình phải tính toán một cái mức mà nó có một cái lượng cái không mà đủ ra để là vô hiệu quả một cái lượng gì đó họ có thể đốn chạy nó có thể không lo lắng cái đấy để nó không có gì cho nên mình bây giờ mình nghiên cứu rất là nhiều cái loại vũ khí để chống một cái này cả. Nhưng mà tốt nhất là hồi đó tôi bắt đầu vào trong một cái tác phẩm mà bây giờ vật lý của chúng ta là có một cái phương pháp bảo mật với lại tôi hỏi là có chúng ta đi dính qua thì ông nói là tôi không nói là có chúng ta đi dính qua mà tôi nói chính là trong tương lai là người ta lên lấy đất sống một ngày thì hồi cái hồi mà thành là không có muốn đạt cái giờ con đó nó lại đúng cùng vừa là không tốt không có muốn sống qua thì đó là một vấn đề mà hắn vượt qua được cái khó khăn mấy lúc cùng thì đạt được nhưng mà báo cáo không biết bây giờ cái vấn đề ở trong cũng là một vấn đề phức tạp mà chúng ta phải giải quyết là một có nhiều người mới nói hồi đến đạt cái nhật con cũng về thì là cái cảnh cả thì thật thế là học cái năng lực mới mời một cái anh cái đơn vị hải quân vùng bộ hải quân về nói cho dân họ nghe dọc qua sông đông hồ thì sao đó tôi có thể tôi nói cho cái dân tin tặc ở đó là tôi nói rằng nam đời đời ông cố đấy khách là đúng không cái đời ông ngồi đúng không cái đời đau đúng không cái đời đau đúng không cái đời 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 mình quét được. Thế còn lái còn xa, tôi đứng từ năm năm bảy. Bên này, lái một tàu, rồi đến năm bảy lên tôi lái họ. Thế như được năm nay, đổ rồi nó bị là không mới to lại là thành thành không. Tôi đó họ, người đổ rồi nó bị lấy thật vào đây. Thì sau này, quân người của nhau kháng lại để mình tải lại được đó là thôi có một chế độ lịch sử về đó là thôi sẽ biết được đi thì từ đó đến bây giờ chưa là không có gì cả còn không đáng rồi nè đổ vốn bây giờ được thôi cho nên tôi cũng biết tôi không có rất khó tham gia cả tôi nói đến cửa này tôi không bao giờ còn nghe anh không bao giờ phải có thể cái gì thì một học thẳng không thôi là gì thời điểm tôi nói mà tôi nhận này tôi rất là biết cái gì không cần còn nếu tôi chưa nghĩ cái gì sẽ được rồi còn không ai nghĩ cái gì thắng tàu nó đâu bao giờ để thấy gì đâu mà đó là bao cái tôi nói là gì đó là của mình ở trường ra hắn đánh anh này nhưng mà năm đó đó là năm bảy chín qua đó đến năm đó đó tình hình ở biên giới họ cứ đi sống đổ ra máu bỏ đổ biên cương không nghĩ được năm đó đó nếu mà đánh anh ra thì hắn giải luôn cái máy kho vào mình ra đó lúc đó một chính tiền mình chết thắng lên một chính tiền thắng được tổng tiền
thì năm thứ hơi là hai bên là thành phẩm. Để nói cái gì, chúng ta cũng phải chưa được một chút để được tới đây. Nếu mà đến các bạn ở đâu mà không có chữ, hiện nay chúng ta còn 21 đầu, 12 đầu đầu, phải là gì? Ở được sạch, đầu đầu sao có hai đầu. Nhưng mà tương lai chúng ta lấy, đầu lấy là bằng cách nào? Thì tôi nghĩ là không đâu. Đó, chỉ có nghĩ ra thì không có nghĩ đâu. Không có kế. Lấy lại. Tôi nghĩ là cái kết đó nhanh một lần lại ở tương lai không? Không lâu lắm tôi lại được lấy luôn hết tương lai còn hạn anh không phải bắt kết này ví dụ ông tử cho nói lẩu tử có các nhà thuyết của tử đó tôi cũng tắt biến tắt không tôi chưa thấy một hàng ngồi mà cực kỳ mở hội được tổ thấy mà còn nhét trong được không không phải là chỉ là ngoài vào tầm mẫu tầm nhét trong bộ thẳng mặt tất nhiên là có số lượng từ một chúng ta chiến đấu sống hắn không phải sự sức mạnh lớn mà còn sức mạnh của người đàn sức mạnh kia cho nên tôi nghĩ là kiếm là nhưng có thể là tôi đàn nó cũng có lợi dụng cái này để cao cách sự bỏ đến người đàn đặc biệt là những xuống đường thủy tinh được qua là cái mặt hắn đó là đại đấu không có trong lòng đại đấu không có đại đấu không có thì sao được một lần là nói rồi cái tiên mà được vượt cũng là quen tóc rồi tôi nói là gì cái mặt mặt âm lưu của tôi trước cái tình hình đó thì vấn đề lãnh thổ vấn đề chủ quyền vấn đề thế chấp còn vấn đề tội phạm thì sao báo cáo các đồng chí tội phạm thế lực sử dụng tiền trộm cắp các tội phạm trộm cắp về vật tư trong thiết bị điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam này trong mấy năm qua chúng tôi nghe nói là gây thiệt hại học sinh tội phạm về trộm cắp ném đồ tiền đó cái trộm cắp trong cái bị hắn trộm cắp luôn cả điện này rồi sinh phố về điện của trộm cái thiệt hại cái bộ lao không trái máy được bộ lao là đường lỗ đường điện lỗ lao rồi có hồi thăm con đường lái ma thật đầu cứ mỗi năm thì dùng âm từ có nói rồi mình gặp nước này cái đầu nghỉ lên rồi đặt cho nghe rồi cái gai thành một cái đồ gai kia là không có bị động một giờ nói cái để chúng ta thấy được vấn đề tôi mong cái lĩnh vực điện chưa nói đến cái mát điện lợi dụng cái điều đó lợi dụng cái điện gia dụng bắt chứa nước điện rồi che chắn tắt đồ điện gây sự cố về điện cũng là đối tượng để chúng ta đấu tranh chúng ta ngày càng chúng ta để xử lý để cắt con cái tình trạng thì qua theo dõi thì tội phạm ở trên đường thực tiễn nó đang diễn ra cho nên công an cũng có một vấn đề điểm và hôm nay có một lý do để chúng tôi có mặt ở đây nói về cái tình hình tội phạm nói chung ảnh hưởng đến tình hình nói chung nhưng mà trên lĩnh vực thì chúng ta nói đi nó có một cái diễn biến phức tạp thế trước tình hình đó chúng ta có cái giải pháp gì thì tôi nêu ra sáu cái giải pháp sau đây thứ nhất là báo cáo phát triển thành hai nghìn cái lần thứ một đó bây giờ trước cái tình hình đó có phòng học nè có vấn đề dân tộc có tôn giáo có khủng bố có môi trường có cái vấn đề là khổ vân vân tất cả những vấn đề đó nó cũng làm cho tác động ảnh hưởng tác động đến tâm lý của các bạn tác động đến cái quan niệm xu hướng tư tưởng suy nghĩ và những cái vấn đề ảnh hưởng khác đối với các cộng đồng người Việt trên thế giới.
để giúp cho nền tảng chúng ta phải làm việc để ngăn chặn các cái lọt tội phạm khủng bố, dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ, vũ trường, tội phạm hình. Trước cái này là thì với cái chức năng quyền hạn của trưởng khoa học giám đốc khoa học chúng ta phải làm việc thì ở trên cái lĩnh vực tiền có đề nghị các bạn không? Thứ nhất là chúng ta phải xây dựng được một nòng cốt. Cái nòng cốt này có đồng chí ngay nó nòng cốt thì có đồng chí ngay cùng viên văn nhưng mà tôi biết con cái nòng cốt chống từ được cái cài không phải là phải nó còn cái cái đó vẫn còn cái đó có nghĩa là họ phải được bỏ cái của cài này biết cái này cái đó thì ở đây cái trường nào có cái trường mình trung có chữ cái nào đó không mua cho nó đó không mua cho nó đó đó phải giữ được không đâu thế nó không đâu đấy là trường nào có là trước đây rồi mà nói này cái anh khó học hoặc khó học đã được tổ chức để con nó có bồi con nó có được bồi con nó mà con nó của họ con nó có cái đầu ấy con nó có cái đủ rồi thì cái hành cấp bộ đã chỉ có cấp chức của họ hay tư còn đâu cứ thêm thì nó nhiều cơ quan á lắm này học câu rồi tôi có cô cái bộ là sao đi đấy đâu mà làm tôi thấy là cô này anh đi làm ăn tôi có bạn tôi không thấy là cô này đâu cái tôi đi thấy luôn cái tôi bắt lên tâm anh ấy ngồi ở đây vô tôi hỏi anh ấy cái đó anh không có nhà nó à tôi có nhà tôi hỏi cái anh có nhà là đi đâu còn lâu tôi đến đây 50 phút rồi tôi thấy tôi cũng nhớ một tôi bao hồi lúc đó con này tôi kêu cái con không tôi lấy đâu tôi cũng nhớ một tôi bao tôi đợi anh có về tôi hỏi ý kiến có được không nhưng mà tôi không thấy nào cả thì tôi đến đây tôi hỏi anh đi đâu về ở đó tôi nghe nó đó người này kia ở đó cũng 4 giờ 4 giờ 4 giờ tôi nói anh đi nghe một người kia anh nó có khách đi điện thoại cho nó đấy mà anh mà đi đi bộ đi tơi như thế ông nói là học về với chú cũng trốn họ nói chú cũng điện hỏi em thì gọi đâu nó có hơn rồi cái đó anh đi rồi không sợ nó có cái gì vậy ông nói cái gì cả nó phải nói cho chúng tôi có anh nào học bốn chưa anh nào học được bốn lớp của mình chưa nó là tôi mới còn phải là nó là thế thế anh không có được học không có phải biết là sao anh đi mua được học để mà thi thi đi với tụi tôi ông à xin mời chúng tôi quan cướp thì nó ngồi ghế quan nhập khổ
dòng hổ không phải là trước mặt chính thi ý nhi vô nó biết mọi người phải có cái mẹ mẹ đúng rồi một cặp thanh kiếm mẹ đúng rồi cái gì có gì muốn được rồi ôi thì anh cùng mà con nó bắt đầu được rồi đầu tắt các em khẩu đàn của mấy khẩu của mình chưa có thì mà lên trời khẩu đàn không có con người già con người chết coi thì cái tóc bạc này cái chuyện kia mình đừng có đánh giá. Không nói là những cái tài nữa. Cái tài, cái tóc đó là cái tài. Đồng ý hết. Cái tài, nghiên cứu nhiều việc. Cho nên là đây, đúng không có thể. Nó không chỉ để cho được của hội. Ngày nay tôi nói cho một đứa. Cũng sớm là tôi nói cho một người ở khu vực trong nhà. Nói cho một đứa hội. Máy mắt của hội được. Nó tao nhé. Hãy những cái lực lượng đó của bộ hệ quốc tế nhất của cơ quan doanh nghiệp này còn cũng cơ quan nào cũng là cơ quan mà không có tư nhân hay không hiểu cho nên là ông chú quan tâm xét cái lực lượng này cái quan tâm cho xét lực lượng này là xét được cơ sở hạ tầng khác cái thứ hai cơ sở hạ tầng khác phải có bao nhiêu là cái gì không phải cái gì nữa không đâu mà cái cơ sở hạ tầng từ nào này cổng nhỏ này camera này anh đó anh sáu cũng là phương tiện bảo vệ công ty chung quanh đầu đầu anh đó cũng cấp được đầu trạng cái quyền là họ mang mới đầu cũng không vô cái sản phẩm hoàn người ta phát tạo của ông đọc anh sáu được anh sáu được làm ra đời nói cho cái gì nghe chặt nghe to học thật thà thứ hai tai học cho học qua cả nhà thứ ba tin trên phòng bệnh thứ tư cái đường học chế những cái đối tượng học học cái đấy anh nói là và hiện nay người ta phát triển đó là cũng có hơn ở trên quy mô cầu đi tôi nói là sao được không có tác dụng thì cơ quan học như vậy phải xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Còn chắc ở đây có tiền phổ biến, có tường rào bảo động, rồi là chúng ta có hàng cái quỹ văn minh. Ở đây là hành động quy mô, chứ không lấy một người ta được. Khi hỏi ra phương thức một chặt, thì hắn nói được cái nhà nào mà không có tường rào bảo động của họ. Nhờ nó có tường rào bảo động mà chúng tôi đi hát qua đường hát ở phía sau thảo luôn. Anh vô lòng bò lấy được thì có lòng bò cô lấy thì họ lấy gì lòng tốt đi ra họ phải chạy bỏ cái lòng bò và chạy tới kẻ chạy bắt đầu bỏ lòng bò anh ăn đầu trước đến quy động được bình thường cũng nha và cũng là một cái đây cần bỏ là môi cốt là mẹ chị bị đúng rồi anh vô lấy có tặng cái bộ đến cho chị mà anh tặng có mẹ anh lấy một cái đầu ấy chích xa có lợi thì nó bóp tập tiền hợp thì bỏ lại bắt ngày đúng rõ rồi họ đã có hàng nó mang tập chiếc xe ở bên trong ở đây chạm cũng đổi ra ở đây là đại tiên tổ chiếc xe có máy tiền có xe có lại cái vô trong nhà này cái là cái này nó gặp là nó tiêu mất hết cả tiền khi bán hết còn gì để là tôi nói không chỉ thấy này cái vấn đề không có từ đầu không phải mà tâm xây dựng nó có vấn đề từ đầu không rõ là một tiêu chí của nó ở miền Tây thì đang coi từ đầu không rõ là không có nên cái lò của họ trong lò bây giờ mấy thằng bắt chó vô đem vô nó bán hàng là họ chốt rồi là họ bán hàng họ không ở dưới Long An đang bắt chó đem nó lấy ra xuống cái đồng này làm nước xuống đấu như thế họ bán hàng tăng họ chặt cái đà có đè mà nổ nhổ chỗ mà thành thứ lá đồng rút trong thành một cháy rồi cháy cùng đồng hòa cháy rồi bao người ta mà bao người ta biết rồi thì qua bao nhiêu cũng không có một mặt họ cái gì sao đây cũng để chỉ bỏ một người không tìm ra được một cái đồng thời chỉ bỏ cái đồ tiền gì thì
thì cậu cầu người ta họ hỏi họ biết hỏi cái chân hàng họ biết biết rồi các bạn thấy thế này không không là không thật rồi họ còn biết là đang làm sao tôi nếu mà cũng giết người bình thường và một giáo được ra nhưng mà biết bao nhiêu rồi điều tra chăng phải có quả điều tra chăng không biết vì con thì khổ đâu các cậu đâu tập tình thì như vậy khi nào có cái quyền họ bắt được đối tượng thì còn còn người ta họ biết được không thứ mười hai sẽ không phải là chết hết lúc nào cũng tìm cho ra giết được một cái mạng tổng khác cứ nhận cũng là một vấn đề cũng góp phần tất nhiên là nói là tổng hợp giết người thì mình phải đi đó rồi nhưng mà không phải tổng hợp thế còn cái vụ đánh là một người chết mà đến 15 thằng đánh đó đã là người ta cảm ơn tôi nói tổng kiếm của bạn bán chứ mình nữa đâu không biết thằng này nữa còn có gì xử lý chính rồi họ phải đưa làm một thân cứ dục tại công thì hắn nó không phải là bắt em bởi vì không là bắt đi như vậy nó còn là hắn chết cái máy tổ nó chết thôi nhưng mà có một ta họ cũng thấy chết rõ nào để đâu lo nó không lo được cái hàng cũng cầm tay một cầm đô lắm á nhưng mà đâu thì nó không có con đen phải làm sao thì tôi chứng minh tình là đâu phải không từ cái đầu xuống cái cổ nó đau lắm từ cổ xuống mặt nó đau lắm ấy tôi chia tâm cho mấy con ra đánh cái nhục cổ gì tôi thấy lắm tôi chọc cái đường cơ chế của cháu em nên nó sẽ còn làm nhanh chứng minh được công cụ gì và sử dụng cái gì bắt không bắt cho nên tôi gọi là gì mới được con không biết gọi ra nổ một con là còn hàng hàng nhưng mà các bạn chữ chúng ta đọc đánh đánh có thể ngay nên tôi chơi cái kém còn giúp được cháu kết không thể là sau nhất của một tiên máu lo nhiều nhất chết vì cái cháu bé đó thì cháu mình cháu bé đó của đối tượng biết qua sử dụng công việc đó gây ra nhân đấy đó là đối tượng nguy hiểm nhất bác còn không thì cho về học xử lý được học chuyển cho sửa cho mẹ cả đọc được luôn biết một lần đầu có nhiều tình tiết trong nhà thay mặt cả đó không nghe có các cuốn này được ra không có gì nói thực sự nhất là một đầu cho họ nghe về cho đọc được luôn cho nên không là rất là đau người lo nghiêm nghiêm trọng mà anh không biết bỏ được rồi thì lo thế này nhưng mà những cái mục đích còn để chống nhẹ cho rồi nhưng mà nói coi nó cũng có một bác cho một đội tuổi không có bác cái nào bác cho một đội tuổi cho nó ăn cho mấy thằng đồ kia cho đi chợ tự do nó nhiều anh cứ bác cho để trong lo bóng nhà và để nó vào nha ở ngoài nó còn ăn hậu chứ không đi vô nó chạy hồi đấy nó có ba thằng ở đây nhưng kiếp ra cái nồi này cái lọc bác cho tao đi vừa mũi nó ăn hắn vừa lái một cái bụng nó còn hắn mơ ra rồi đó là nó cho mày mơ ra rồi chạy đấy nó muốn bớt cái bụng đấy là chạy tập hắn mua nó bắt đầu ra hắn đem đi đâu hắn sâu rồi hắn nói ra cái bụng này được rồi hắn ngồi đó hãy ta dùng kho tóc để đi về được cái nào có một máy khó này sẽ đưa ra sẽ đưa mẹ nó cũng đau thiệt do những máy khó này rồi tuy nó là sai cho nó mẹ nó gì nó về là thì không được không được học chiếc được cái hạt bồn đồ có gì thực tiết như khác tôi nói một khi một tập kinh tế của nó là cái gì cũng đang lên và xuống dễ khi tu tập thế giới được học hay cho nên là ở đây cái tội học nó rất là manh động nó lợi dụng những cái sơ hở đặc biệt cơ quan không có tự động nó không có đâu cho nên cái đó khi quan tâm xem cái này làm chi đâu làm cho đồng tiền của đầu tư cái gì cũng được đâu cô giáo cảm ơn đại thứ ba là xem được cái gì cơ quan nào có cái gì rồi nếu cơ quan mà không muốn thế giới tôi rồi tôi cũng muốn điện của mẹ tôi nói tôi
giải thích tình huống khi đối tượng là sát nhập vào đâu rồi và luôn hướng dẫn cho cách hình báo cáo này ghi nhận này ứng dụng giảm cho đó là một cái cách là nhưng mà các bạn biết mà lo gì xét nghiệm cơ thể nghiệp vụ của đội bộ bảy có ba cái nghiệp vụ khác đi nghiệp vụ thứ nhất là căn cứ của một cái quy định về đội bộ thành thế tức là quy chế của quy định và các quy định như thế nào thứ hai là có một cái tổng thứ ba của chúng ta của chúng ta con nào cũng giống là ba bạn như vậy ba bạn như vậy cũng có quy định thì cái vấn đề thứ hai là xây dựng quy chế của các đồng chí mà gia đình quy chế và quản lý cái sự mình bằng và cái ba rõ người rõ việc và rõ thời gian còn là nhiều nhiều hơn là đó trên địa bàn cái sỏi biết cái mới đồ có đồng chí ghét cho các bạn ông vừa rồi đây và là nó phải là quyết sách cái sự mình ai đây ai làm cái gì bữa nay là tôi là đốc phụ tổ phụ tổ cũng như nhiều lần thế có nhiều người đó là nặng không ra đi tôi không cho đến cái cơ sở này tôi khóc cho một khổ một tôi tôi ăn cứ học như thế hết thứ hai tôi học như thứ ba học như thứ năm học như thứ sáu học như thứ bảy học anh có cái này anh có cái này tôi tìm cho mình chết cho nên ở đây là tôi không khóc là phải đi khác anh nói cái gì đi cho mình tôi nhớ học gì đó có phải cho phép cho mình một phút cọc nhưng mà cái gì ta chọn thì có sao vậy anh đi học đi ra cái chỗ anh gặp anh đi từ đó từ đó quay về đi về đây rồi tôi hỏi anh phải dùng test rồi thầy đâu từ đó cái gì vậy không cho nên phải học rồi nói anh không biết đâu bác anh đi kinh sao vậy nhưng mà anh được dối đúng không? Nạn nào kia không? Kia rồi với dối nó sẽ coi để có đồng chí cũng phải quản lý nhân viên của mình bằng quy chế hiện nay đi nước ngoài ở trong cơ quan đơn vị nhưng còn mất không chỉ mất một thời gian này đi đâu bữa nay đi nước ngoài học tập chính mình biết về con ông bữa nào ở với lịch đó là được chúng ta sẽ thấy được thông qua du lịch thông qua học tập kinh nghiệm đi nước ngoài cài đặt bước nhảy qua đây thì được tôi nói là cái này là đơn giản hiện nay là công an xem xét cái thứ tư là phải có cơ chế giám sát cài đặt cái này thì có một ý là hỏi ý cơ chế có một ý giám sát cài đặt rồi nhưng mà tôi có cơ chế hỏi để sau này có vi phạm có công an xử lý cũng có cài đặt cái thứ năm là bảo vệ bí mật bí mật ở đây là tôi lấy cho các bạn làm gì gì bí mật về thông tin và tài liệu và rồi bác ngủ cho chúng ta đi học cái mặt bí mật không tốt là mà nó ảnh hưởng đến quốc gia liên quan đến ngủ cho rất nhiều cơ hội đã được rồi tại vì con ông biết không cũng đâu có như này không có đặc biệt mà có cái này vấn đề gì không không biết cái này thứ ba bí mật về điểm cái không gian khu vực nào là khu vực quốc gia khu vực nào là khu vực trong tương lai chúng ta phải thay đổi quy hoạch nổi cho đến biết được hắn có đạo của nó hết theo nhiều dòng đấy được bí mật về các cái hiệu quả bí mật về điểm tất nhiên là bí mật quốc gia khu vực quốc hàm tôi nói là cái này là rất là quan trọng mà trong cái lịch sử tiền tổ quốc đó về cái vấn đề thuộc về sách lược chiến lược của lãnh đạo nhà nước cho nên khi mà đã nói về vấn đề cần phải bí mật thì có một tiếng đảm bảo
và cái vấn đề xây dựng nâng cao cái tinh thần cảnh giác và phòng thủ thì cái này do người ta Thank you.
lại tổ bộ mà. Thank you.
Thank you.
cái thứ hai là gì?
nó giải quyết được những cái khó khăn cho người gặp thân trọng có khổ. Thế thứ ba nữa là gì? Nó hoàn toàn bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình là gì? Bạo lực gia đình là bạo lực về tinh thần, bạo lực về thể chất, bạo lực về kinh tế, bạo lực về tình dục. Bạo lực về tinh thần là gì? Bạo lực tinh thần là lao động, chửi bới, giết chết người thân trong gia đình. Bạo lực về thể chất là đánh đập người thân trong lòng tôi thương. Bạo lực về kinh tế là đập phá tài sản, đốt phá tài sản và thao túng tiền bạc làm cho người thân trong gia đình. Bạo lực về tình dục tức là cưỡng bức hoặc là có cách thô bạo đối với vợ của mình. Luật pháp Việt Nam trong một nghĩa dân là cái từ hôn nhân gia đình hả? Luật pháp Việt Nam nghe tội nghĩa dân từ hôn nhân gia đình tức là một cảnh thật của chứ là luật pháp của Mỹ ảnh đột đến chồng bà họ không đồng ý phải dân cho dù đâu rồi nhà Việt Nam không thì nó nghe ra đây tỏ đến đây không lý à ở đây nhiều ai uống rượu về tình hình là gì mà chỉ ghét tiếng bia về hôi hóng bảo không tác được lắm mà hôi nằm đây tác thì sao bằng cuối hôi em rất là bật bỏ khét tật với là chỉ nghe hôi quá hôn hôn quá ăn khỏi uống rượu y cũng vậy thì mà thường hay ghét cốc súng thì hắn ta là bạn bè mà đồng cái là tay đó xuống và đó có thể bỏ tay đi mang cặp đọc bánh mặt đồ cho nên là hỗn giải pháp lòng mở lời để khắc phục cái đề cập còn lực gia đình là một trong những vấn đề nó xảy ra rất là nhiều và nó có tính âm ỉ trong xã hội. Cái đặc điểm của âm ỉ ở đây là gì? Nó diễn ra trong một số riêng tư và nó có mối quan hệ thân thích. Cho nên nhiều khi nói là gì ảnh hưởng cái uy tín của chồng họ không biết. Cho nên nhiều khi chị vợ họ cãi chồng là nhộn cái thì rõ cái mặt quan âm ỉ mà nhiều khi cơ quan pháp luật có thể với những đặc điểm đó giải pháp có thể pháp luật là nó vừa là xã hội nó vừa là nhân văn và nó vừa là ổn định của mình. Giải pháp thứ nhất này là tôi nói cho các bạn biết là cái này cũng là một trong những cái lớn sử nhưng mà nó vừa là ổn định vừa là ổn định vừa là nhân văn. Cho nên là giải pháp thứ nhất là giảm này đây cái này cũng là giảm và giảm mà làm việc mà cùng với cả nhau thành một người tập đoàn là một cách vọng cách vào. Chứ còn ăn ở miếng về cái quả ngon cho nhà đi trước cho rằng cái vợ thì đâu có cái nhà kéo cua ta đây đó ta ăn nghe anh không có nghe anh vô gặp cái cô nữ đi vào hối biểu anh còn ăn cái gì anh còn ăn dùng dùng tất cả không có một kèo bắt cổ chặt cô bè mắt coi nói lên em bố học mình đi đôi đây đồng kiếp cho người ta cô kiếp là và nó tô trường hai thằng ăn ăn xong rồi không về nó là không có gì bên cạnh đi học không có gì có bác sĩ có hồi dân nhưng mà uống trà uống trà cái người rồi nó uống về học bữa sau nó ra thôi nó phải kiếm gì ăn cổ không ra đâu dẫn ra ngang quá nó cũng lúc nó vẫn có ai đến ăn được một cái rồi đó còn ấn mộng, ăn mộng, nó cũng lên mất cái quả cái ấn nó vẫn còn xác định, cho nó không có chú ấy bố ăn quả, ăn hai nha thì nó phải nói là thế cái dở là do con cây là thế này, để phòng chế cái cái dở là gì? Dở là tao chỉ dở là, dở là trong do, dở là trong cái dở này nó tính tự nhiên nghe cho những cái gì đấu cho tôi là tôi đặt vấn đề là cái này để tôi nghiên cứu là cần mình cho nên là tò mò tại sao phụ nữ giọng nó có cần mình là một món mà ăn hàng qua ngày là thì các đồng chí cũng giữ sử dụng cái sao giọng thêm qua mỗi ngày đó để cho được tôi bỏ 10 ngày còn gặp ăn còn phải nhắm 15 ngày còn gặp ngày thì cái chuyện gặp nhau nó sẽ phát triển thành đó là cái thứ hai là giọng
giỏi ở đây là giỏi không phải là giỏi sản xuất từ cái này, mà giỏi ở đây là giỏi những công việc nặng nhọc mà chị ấy có thể chăm sóc, để cho chị ấy có thể giống chăm sóc để trở lại. Nếu hai người cùng tuổi cùng chăm sóc cho nhau mà cho hai người phụ nữ và hai người cùng sóc nhau thì lên lương một việc ở trong bàn mà có sao đó bóng cái của anh này thì lên lương sẽ giỏi sẽ sống hơn sắp hơn còn trẻ ở trong bàn mà có sẽ đẹp hơn sống lạ hơn vượt mà hơn hấp dẫn hơn. Đó là thành là cái hôn nhân. Hôn nhân thì cái này. Cho nên là hai người cùng tuổi cùng chân khác cho hai người cùng tóc nhau cho nên là chồng lại cái hôn nhân của hôn nhân để chị em có thể chăm sóc và tốt lên. Cái thứ ba là trưởng. Ngoài sự phát triển và tồn tại đều là đầu tư. Đầu tư cho vấn đề tái sản xuất thì trong đó có tái sản xuất số 1 ăn uống vô một bài chăm sóc sức khỏe và phát triển của bạn để có bài. Cái thứ tư là giữ giữ ở đây giữ cơ thể đặc trưng đó lao động không phải chỉ chăm sóc bạn mà họ hoạt động của người tiền đó sức khỏe thì mới ta tiền không có sức khỏe thì mới có điều lợi sức khỏe cho nên phải giữ người sức khỏe thì mới có một tình duyên. Còn nếu như là một người khỏe một người không thì có tốt lắm. Cho nên là cái giữ ở đây là giữ tiết thì chúng ta giữ ra cũng sau và giữ thứ ba là những cái tất cả những cái vấn đề đó được coi là giải pháp để làm cho nó và làm cho tốt hơn để mà mở rộng để khắc phục cái điều đó mình không bị đúng. Vì vậy bây giờ là khi mà ở cái điều kiện các tiêu chí ngoài rất là nhiều cho nên cái giải pháp tập tăng lên được là tôi muốn để cái vấn đề này để các bạn chú tâm khi cái nhìn tốt hơn về vấn đề là tầm sau. Cái vấn đề tiếp theo đây là chúng ta nâng cao cái tinh thần tâm phạm từ quả từ mỗi lần đúng có một công nhân mà kể cả công chí lần đầu cái tầm phạm là có một chí là nghe nói tầm phạm từ quả từ mỗi lần kia có một chí ở quận 5 rồi hết nếu mà đồng chí nào ở quận 5 mà học trong các cái lớp ở lớp trường của sở đấy thì có đặt tôi đó là cái một đó còn biết ở các tỉnh khác thì nhiều khi không nghe hoặc nếu nghe thì cái khái niệm cái còn một người giải pháp hôm nay tôi nói với các đồng chí giải pháp nâng cao cảnh giác và phòng tránh tội phạm cho các bộ các nhân viên trong cơ quan doanh nghiệp cần phải tập trung vào ba vấn đề tầng ba tầng một và tầng bảy. Thế mà ở đây là học gì? Thì tôi nói có đúng không? Học tội phạm nè, học mâu thuẫn nè, học lôi kéo nè, và học rủi ro. Học tội phạm. Có nhiều là đồng chí có bộ có nói tôi là học tội phạm thì tội phạm thì mấy ông không học phạm cái bộ học tội phạm cái gì? Thì chúng ta học tội phạm hay là học tội phạm phải không? Không để tội phạm tấn công mình, tấn công mình bằng cướp, bằng giết, bằng hiếp, bằng trộm, đó, anh có thể nói đâu được rồi. Mình phải thứ hai mình làm cái gì? Mình phải từ bỏ cái mình đi vào pháp luật. Nhiều ý nghĩa nó bỏ không được, không được cái này thì uống bia mà tháo nhanh. Chờ người đi có vụ hủy của vi phạm mình đầu muốn hủy cái đầu mình cũng cài qua mình vi phạm mình đưa phương tiện của mình cho mẹ em không đủ nên mình điều chỉnh phương tiện cũng vi phạm có đủ đấy cho nên trong khi tập phạm và rồi nhiều cán bộ đã vi phạm pháp luật là do không tự phạm cho nên phạm tội phạm tất cho mình tức là phạm mình trở thành không trở thành đồng nhân. Cái thứ hai là phạm để cho mình không trở thành pháp nhân và cái thứ ba nữa là phạm để cho không để cho thân nhân của mình đi học. Thân nhân của mình ở đây là kiểu này vợ con dù thân trong gia đình mình rằng không có được tốt bộ nhân viên của mình không có nữa là tốt tiến độ tổ chức của nhau mà có chức sắc của mình đó.
Thì các ông chỉ hiểu được cái phàm cho cái đối tượng người khác thôi. Trước hết là vợ con anh em trong gia đình mình. Thứ hai là có một công nguyên thủ vì mỗi của mình không thể đi mọi người. Đó là một phần. Thứ hai là phàm về con phẩm. Có các ông chỉ hiện nay con phẩm nha. Đã phát sinh phẩm phẩm. Cháu này hắn cho cái hòa hết. Ở hòa nó có 6 năm tiền. Phải cho cái hàng này ra. Hắn hứa qua đó là mỗi một tiền là mấy tiền. Một trăm tiền như vậy là được mấy trăm tiền. Sau ba qua đó là đến ngày đó lãi không đó, lý do không đó. Thì bà này nói nếu không đó, tôi bỏ. Hắn mới nói là, thôi, lên đây, lên cho bà đó. Bà đó không xuống tôi đâu, nó không lên. Hắn nói không lên lại, thì tôi không bỏ luôn. Thì bà đây, bà dẫn ra thằng kia trung này. Vừa thằng em thì vừa thầy sĩ. Dẫn ra thì thằng em đứng qua, đứng một lần. Bỏ đi vào. Hắn mới nói lọt cái gì? Không chỉ cho chị là không có nước cho chị đưa lên cái kia này thì thằng em nó không ở ngoài đâu nó nói gì này này đủ đi thằng em sẽ bước cho là dùng cái gì vô thế để lên vô thằng đồ bắt mát quá rồi cho em dùng cái gì vô chiếm này cái này luôn cái này đó. Nó bỏ ra hai thùng xốp. Nó cho xe con lóc chở ra một cái pha. Thì cái bờ nó dùng ve ra nó bắt vào một cái bụi dứa. Một coi thì có nóc, có bụi dứa không? Và dứa là thì họ thấy có bụi dứa có bụi dứa không? Thì công an nó mới có điều ra, có bụi dứa được. Có bụi dứa được thì không biết nằm nhanh hay là ai. Phải không có cái gì đúng là nhanh. Thì có và đó là tôi mất một người và một người hết tên một con thì mới sót được là đối tượng thằng này kêu lên thầy từ đó bắt được đối tượng cho nên thầy này nổi cái lời trong thôi hứa hẹn trong thôi mà đã ảnh hưởng đến cái vấn đề này tôi chưa nói thì mà hai bạn không được của đây này thân dành nhau cái gì cơ kế là rõ nó giặt nhà nghe một năm chết thật. Không. Chỉ một cái ghế cái bẻo. Còn ra là cái nhậu. Mới đầu nó không phải đọc. Tao nó phải xuống đây cho em. Nó phải đọc. Lấy điện thoại nó ra từ cái bàn luôn. Nó chỉ có nhà là chết. Cho nên có đó mình nghĩ là cái vấn đề mâu thuẫn là bắt tên được học cái gì. Còn là có một cái dùng. Đó, còn bên thứ 2 có thằng nó đủ cái gì, cái chó cái nhỏ. Cái đi nè. Còn bây giờ cái kia tiền nhiều quá. Thì cái thằng chủ tiền đủ nè. Nó nói là bây giờ chung là đó. Cái hai cái người mặc con kia đủ là nó chân nhất. Cái nhanh cũng có lại cái thằng chủ tiền đủ xuống. Cái chở hết của cái quán rút vào tập. Chết con của thằng anh nói một trường hợp như thế này, ba chú đi, một anh em đổ nam cũng đi nhậu với nhau rồi nhậu với nhau thì anh cũng đi cũng là thường lưỡng nhưng mà nhậu không phải bỏ bỏ được, anh em đổ nên tức mình, lúc đi vào chặt đó có nền bồ cổ và cái là ba rồi quá thì cái gì, cho nên nói một câu như thế này, cái vấn đề cái mâu thuẫn là nó phải nguyên nhân cho nên chúng ta cũng phải cảnh giác nói cho cán bộ những người thuộc hạ của mình trong quá trình giao tiếp với sự cũng phải tập hợp ở đây có một cái lời của cho nên là biết cái đại trận phải cái gì tập kiến cái gì là cái mô tập kiến cái mô tập là cái gì luôn rồi đó là vấn đề
và đắc nhận cái phải được đắc mạng thắng và bất nhận bất mạng chuyển sự thành công. Hãy không nhận không mạng thì tỷ lệ thành công lớn. Còn đắc nhận rất là nhiều nha. Đắc nhận thì phải được đắc mạng thắng và bất nhận bất mạng thì tỷ lệ thành công. Tức là mình nhận nhiều, mình nhận nhiều thì mình sẽ được có đề không gì. Dạ cái hồn mà. Các em vào cái dạng câu gì? Nhẫn năng xử thế là cái gì? Nhẫn giả thầm là tâm thái chủ liên. Người đầu mà nhẫn nhịn được nhiều là bậc tiên. Nhẫn giả là tâm hòa ý hỷ. Nhẫn mình cũng phụ hữu tình viên. Nhẫn giả là tâm hòa ý hỷ là còn vài anh em còn sống rồi. Nhẫn nhịn là giống như một quỷ. Nước nó không thay đề là tâm hòa. Nhẫn tình cũng phụ hữu tình viên. Còn cảm mà lùi nhau thì trở thành tôi học ta. Cho nên nói như thế chúng ta thấy cái vấn đề nhẫn phù biến cái đại thành cái điều định, biến cái điều định thành cái vô hình, biến cái vô hình thành cái lương, đó là giải pháp để khắc phục cái vấn đề phù. Cái thứ ba là cái vấn đề lâu dài hiện nay có nhiều đối tượng ở đó lôi kéo mua chuộc rủ rê những đối tượng vô hình. Cái bộ ở tình dục tức là rủ rê lôi kéo mua chuộc để tham gia vào bệnh. Cho nên là các ông chí phải xem cái tin của mình làm gì với ai ở đâu đâu để mà lên ở gia đình là con em này vợ chồng ở xã hội là nhân viên của mình đâu mà là không. Cái thứ tư là gì? Đúng đó, tức là không để cho trái nổ xảy ra, không để cho tai nạn giao thông xảy ra. Vừa rồi ở quận năm này, xảy ra một số vụ tai nạn chết không chịu nghe được, tôi đã kêu học viện, mà cái anh ở quận Tây Hiệp, vô bình định rước nhau, mà đi lúc đó anh vừa mới đi xuất báo về hạn chế dịch nghỉ để đi, mà đi vào lúc buổi giờ đấy. Đi đến quận 5 là 2-3 giờ lắm. Không ngủ được, không có lên cuộc sống. Rồi đến trước nguyện. Tôi mới đề xuất với ông kêu lâu rồi. Năm 2007 là tôi đề xuất, bộ quận 5 nè. Và đề xuất cái bộ đó là quay camera. Lấy tất cả điện ảnh hình camera đủ để bảo ảnh. Làm sao nó bỏ bao nhiêu tiền để chịu lên. Còn vừa rồi điều kiện có ra. Cứ kêu cái chỗ đó, rồi đủ nó bao nhiêu đó. Đưa cho ai được nghiệp, học nghiệp. Ở trong này mình đang xử lý được. Chủ đề 1. Tôi khuyến khích cho những học viên, những nghiên cứu, quay những cái bản trường, cứ đọc cho nó lo. Đưa lo, lập một hành, loại, đối tượng này, xử lý. Anh ta gió, đưa ra cái tên, để cho xử lý. Và đây là nào? Lúc này có đề. Và đang có đề nghị ăn lo và lấy xe từ chiếc chùa lên đây. Tôi đề nghị gặp là 4-5 tuổi. Có một số con vào phòng. Thái hội chấn trọng. Sức khỏe đó. Chốc ăn mà đầu tiên được. Ngủ rồi tôi đi. Đó là tôi đi xe bán con và cái ăn bà chế. Ông quanh ảnh, anh chạy. Nó, người ăn đi. Tôi không có làm đấy. Chúng ta phải không có làm đấy. Cái lấy ra anh cụ nó rồi chúng ta ăn mà cũng khó bố lúc này rồi tôi nói bỏ ra mình ăn bộ hay là kiểm tra cho cái đó cũng không để cho nó tôi lấy xe cũng bỏ còn nếu không có chuyện cho nó cũng không nghe một cái nghe cả xe lúc đó tôi nói cho tôi không có mặt tôi lấy đâu xe đi tôi đi xe tôi nói không biết là chiếc ăn chủ xe đó là rất là quen anh chắc chạy quái luôn có một lần anh đi chạy rất là tốt vì cái thắng không thắng tốt anh may giờ tôi xin tôi một con nón mang được không tôi nói là thì có anh ta được thì ba còn không ta được thì giữ nhưng mà với những gì sau xe chạy cách đây cứ ở trong rồi bỏ xe vào phải đưa cô sĩ pháp vào họ lọt hơn tôi sống nhân hạng hay là lúc hành khách trên xe
phải cho tôi xe móc cho đi giữ xe chứ còn lo con người đi chồng mẹ đó hỏi là do sao chúng ta không được lấy tiền phòng nữa tôi nói địa điểm chứ đâu nghe tôi nói chưa lo cho bà con bây giờ bắt thử ra vì bạn thương minh tới lại cái bầu không phụ nữ để được hưởng xe các bạn thấy chắc thôi là nghe nè cứ bỏ mình nữa được ông kia là nó chờ về anh chắc một giờ phải bỏ anh xấu chứ sao hắn mà được đấy anh không biết cô là tôi nói với anh mà anh thấy cô là cô biết hắn đã trẻ hơn ta này nguy cơ đấy có quyền là quá cho nên hắn tiền tiêu cái tình hình hết hắn báo tôi là cũng đưa lên một chiếc xe tôi nói tôi đi không đây có gì nhiều người ở đây tôi đừng đi nguy cơ họ sẽ bắt hết hắn nói rồi tôi bắt nó đi bắt lên cho em đi cứ lo nó bắt về đến quả năng xong là thôi còn chuyện này để tôi lo hắn nói thế hắn mời tôi lên đây hắn nói lo cho tôi nữa tôi bắt này tôi đó nha anh nói anh đưa tôi lên đầu họ bùi cho tôi cách ra đi không biết số người sẽ cách được là đi không thứ hai nữa là họ có được là không lấy tiền nữa không chứ đâu đâu có gì đó mà không có tiền tôi nói một người thật khổ cho nên ở đây là cái vấn đề cho ông giải thích rủi ro rất là lớn thì mình phải có cái gì giáo dục gia đình mình hoàn thiện của mình và kể cả cùng hợp lý của cái người không để tăng của ông ra không để cái hậu xảy ra đúng không không để tăng của ông trả ra đúng không và không để ngộ độc của ông trả ra đúng không đấy là cái tài liệu từ hàng nghe bây giờ từ quả quả là không chỉ tập trung vào đây nói đến quả này là quả hai quả thứ nhất là quả con người thì không thể biết phải từ quả mình cái đầu tiên quả cái gì phương thức quả là để cho nên thì không có ai rõ người rõ việc và có người không trong công việc đối với người khác quen thì mối quan hệ của người hai người với ai đối tượng có tốt hay xấu thế nên là thời gian làm việc làm gì với ai ở đâu ở đâu thì hai bộ công an đang nhắm tới một số người tổ chức qua đây không rõ đâu thế nên không có đủ người không có người phát hiện đi cho tôi và nó bảo vệ đó là những tham vọng khả năng được bị cài cắm và được huấn luyện ở nhiều lúc thì đi đâu để tôi được tôi như nói khó mà đi qua không đâu không đâu tất cả những đối tượng cùng với hậu bị công nhân đều là những đối tượng đi ra nước ngoài du học một thời gian rồi một sáu kết nạp mua chuộc cho bán chị cho bán hàng đô la mừng biết đến đây với chúng của họ của về nói xấu không khỏi nói xấu không khỏi cho nên đó chỉ là quản lý nhân viên của mình đó là những người giữ tài sản là giữ bao nhiêu giữ bằng hợp đồng tôi nói là giữ bằng hợp đồng có gì cũng không thể có gì còn không đấy cứ đi nhảy nhá cô thì phải giữ có tất cả rồi nhưng mà mình nếu mà bên muốn để cha là nó không nháy để có nhiều bạn đang là ra đây không ai sẽ có thể sao cả cô đã là có một ông đồng bằng cái khó khăn cũng có rồi đâu có tiền có bò có bò có con mình phải nhé để cho nó có bò không để trong con mất rồi tổ này là cả bạn có nhớ này cho người có thể có nhớ này nhiều anh có thể tập không tập hết qua đưa đối tượng vào trò trộm cắp trong quân cái điểm đấy thì bỏ có một điểm ra này cái thức không đồng của điểm cũng bất an ngồi để khai cái thời gian của công việc thời gian mà anh ở đâu rồi từ mấy giờ làm việc từ 7 giờ đến 8 giờ 8 giờ 9 giờ 9 giờ 10 giờ nếu mà anh nói đủ là vi phạm quy định nếu nói gì đâu cũng vi phạm quy định nếu nó phải lại tài hoa biết nhiều anh phải dẫn vô rồi lấy hết máy móc của công việc của cô này của cô cho nên dẫn đường bỏ lại tôi đã có một nhiều em cho nó lợi kinh nghiệm không những là trong các việc làm không chắc của đối tượng
thái độ đó cũng sẽ được điều chỉnh, quan điểm đó được điều chỉnh, chứ không phải chỉ nói đơn thuần đó là không phải gì. Chúng ta xây dựng một cái lực lượng, thứ nhất là đời sống của các bộ gia đình đó, thứ hai là phẩm chất đạo đức của chúng ta, thứ ba là ý thức của chính quyền, thứ tư là pháp luật người của gia đình đó. Và tôi nói rằng là không có ai đọc, còn có mà anh không hoạt động được đúng cái đầu như thế thì anh còn là đóng đầu trong quá trình còn lại nữa. Cho nên các bạn biết những con người có xây dựng được lực lượng của mình trong tương lai, được không? Cho nên mọi cái đại đạo ở đây là có cái tiền, mà phương tiện ở đây có thể ánh sáng quá trong che không khổ không còn không ánh sáng, giờ không có cửa không có gì không có dưới từ đây có cái có gì đó mà rồi có dưới đây rồi họ phải hạ dưới. Thế nên các bộ tiền để đèo này, cả đây, cũng cả đây cái rất rồi đó là nó, cả dữ gì hơn, cái này là cả dữ, nó một chiếc bốt của nó dữ. Có nhiều anh và đó có chị mình nữ đấy, chồng đi đâu thì nó không cố cái gì. Tôi bảo làm sao anh? Mà, mở cửa vô, ở đây không mở được. Để mở được mà cho hắn được quy luật của nó không được. Và ở đây vừa học rất là được bác thôi rồi. Đó là bác này, hắn đến, hắn ngồi ở chợ đi, hắn ngồi ở cửa chờ đó. Hắn biết bà đã đường nào cũng có đem thủy tiểu. Bà đâu có thở vào cửa bên, bà đẩy cửa bà đi tiểu lại, lọc rồi. Lọc không bà đi tiểu xong rồi, cũng hầu lấy chung bóng, mở lấy cái tiểu. Có cái người nó cũng ở tại cái này. Hắn kiếm cái bọn sống, cái bọn, ai được ra tiểu. Họ đem hết của họ đấy cho họ. Anh nói chờ khuya phải đi tiểu mở cửa, nó lọc vô. Nó lọc vô rồi, lên cái đó này. Gõ nó một bao bóng đấy. Lên cái đó nằm. Bỏ lại con mình nằm mà lúc mình đang thở biết. Bỏ không có nằm. Bỏ nằm mình vẫn đang thở biết. Bỏ lên cho hát luôn, bỏ lên cho hát. Hát bó của cháy luôn. Nó bắt được ra thì bỏ. Nó quên cái gì cái đất kia. Hát về cái tổng cụ. Nó lên cái này đi đến chỗ. Họ đâu hát. Nhưng mà một cái tên đến chỗ khách hàng mua có việc tên này để cho hắn thân tên kia bị bắt giáo quả ở đây. Hắn quay lại đó thì công an mới nắng nhận định được khả năng đối tượng lên chết không có một đống nhỏ đi lên thì không có đống không có một bộ hắn đem để ngủ hắn ngủ cái phạm hứng 14 rồi công an mới hắn liên tục công an. Cái đó cái mặt nó khổ 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 dính chứ khô. Cho nên từ đó họ bây giờ xem những cái lối mình nhòi cái tiếng tức là ngủ vệ sinh như thế nào nó bao gồm hơn là thay cho cái lối gì đó có một tiếng của cả cảm giác cái vấn đề này. Cho nên là giữ tài sản là giữ gì? Quá trọng, phương tiện, ánh sáng, từ lòng, quá trọng. Đó là những kỹ năng. Tôi nói những kỹ năng để chúng ta học. Mà cái này nó không có khoa học. Là khoa học là gì? Nó phù hợp với tâm giá đen. Nhưng nó phù hợp cho cả tư vọng. Nó phù hợp cho xã hội. Mà nó phù hợp về mặt âm linh. Đấy. Cho nên cái vấn đề đưa ra thì nó được qua lục khoa. Khoa học là gì? Thứ nhất là nó giải quyết những bất xúc của xã hội. Thứ hai hắn là giải pháp tối ưu. Thứ ba nữa là hắn là kế thừa nhiều phương thức và truyền thống xã hội này. Cái thứ tư là hắn có thể vừa học tập cho chính nó và đó bỏ lên nhưng đồng thời hỗ trợ cho nhiều cái phong trào tốt cái học có tiền thì đó từ qua được học đó. Cái vấn đề cuối cùng là từ bảo vệ. Các bạn biết từ bảo vệ ở đây là từ bảo vệ bằng liên kết nhé. Bảo vệ bằng liên kết. Đó là liên kết với công an. Nơi trở lại của mình. Rồi để cho mình một bảo vệ đúng không? Sau đó cùng họ. Để nắm tình hình. Để bảo vệ tình hình. Còn mình. Một đồng chí khó khăn. Còn một đồng chí khó khăn. Một cách là khó khăn nhất. Cùng có từ bảo vệ. Và chuẩn bị cho họ. Để nắm tình hình. Tôi nghĩ cái vấn đề đã được tốt. Thì sẽ sống tốt. Sống lúc đó, nhưng không có, không có nên tốt. Không đảm bảo cho quốc gia.
cho nên là tự bỏ là bằng thì nghe tự bỏ một số tiền tôi lo họ phải được không quá đó phải được bỏ được tiền quy chế được không có học cái thế nào mua bao nhiêu tiền về để mà cái thế nào sẽ làm cái thế nào con chỉ phụ nữ có thể ngăn được nhưng cái thế đó đó là công đoàn cảnh sát bộ cảnh sát phòng cháy đấy đó cũng chỉ là tấm tay ông thầu hầu để đi được hết có bộ bề cảnh nhất là như thế cái vấn đề của cầu là các đồng chí mình nắm vững quy định của pháp luật để bảo vệ cho con cái của mình mà pháp luật ra gì đó còn biết thực hiện không tự mà không tự lo của bộ công an quy định về các tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự trong công việc ta đó thì cái gì đó chính quyền và có điều kiện thì là chúng ta là có chi bộ có đạo bộ nhưng mà doanh nghiệp tư nhân thì thường hay không có đạo bộ thì khó lắm và có nghị quyết đạo bộ là được thứ hai có tổ chức và đăng ký học thi đua năm nay thứ ba không được để cả báo xã cả báo là phải năm đầu trở lên ít như đảng viên là các chức đảng làm được cái này thứ tư là gì phải tổ chức có một đảm bảo năng lực thứ năm phải xây dựng nghèo tổ chức nào ngày hội phòng chống của Liên Hợp Quốc năm 1998 có nghĩa là sau này về ở đơn vị mình tổ chức nếu là còn đâu anh nào giám đốc muốn tổ chức con chuẩn bị cho một chương trình biết thẳng cho chương trình này đầu tiên là phải có nghề cho mình thứ hai chúng ta là chúng ta phải cái mối cho anh chị hiểu đi thứ ba là đặt bài chúng ta khai mạc truyền thống thứ năm nữa là có tập phong hồ thiên quân thứ sáu là cái điều là một chút bọn thứ bảy là có tài là cái gì chương trình của tất cả các bạn biết thẳng đâu tôi biết hết cô đưa ra cái thẩm định là ngán luôn với đơn vị của tổ chức để là đặt tập phong hồ thiên quân tổ chức lễ tiền các cái các đồng nghiệp lập cái phong hồ thiên để ví dụ như ở quan tâm là để quý ban nhân dân thành phố là không từ có đại diện ở dưới đây là lễ tiền kỷ niệm cầu cho mùa đánh bút cầu một cái cầu phong hồ lễ tiền cắm mắm tình nước phong hồ lễ tiền mà phát triển lưu của thành phố lên và đồ tổ chức tôi quyết cho các bạn chiến ban các học sinh đó ở mẫu năm chạy cà phê rồi lòng máy có nghệ thuật rồi cũng tục là một tiên phố cho cái trình biến đã có những bạn đó mời nó đến nói về cái tự bằng của bọn từ bộ hệ các bạn 15 tháng 1 cái là cũng được ra bắt bọn họ đi qua không còn được có đi lên có đó rồi sao đó để bọn có những nhỏ không biết mà đề ra được đó là hầu những chứng kiến để nói về thành viên không tương quan và không tương quan là tiêu chí của nó là có tổ chức nhỏ này có một lần này có một lần này đó là cái điều này có tổ chức này không ai đi vào này có một biết có một lần này là và trong năm đó không có tạo ra thì được công nhận là đến từ không còn hết qua cái tất cả các nội dung này các chỉ có kiến nhau các chỉ có kiến gì các anh thôi thì chúng ta không phép đâu mà để tạo ra cái cánh hài lòng mà trong cái buổi chương trình này thì cuối cùng là kết thúc cho đến bây giờ đã hết xin chúc tất cả các đồng chí sức khỏe và chúc cho cái công tác phong trào của chúng ta đạt nhiều cái thắng lợi trong ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Thank you.
Thank you.
này đi em lo Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
thì
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.